Hello, xin chào bạn. Hôm nay mình đang có mặt ở tại An Dương ở dưới Hải Phòng. Thì mình đang đi thăm và chúc Tết anh Thắng là một đại lý ở dưới Hải Phòng. Thì anh Thắng này là một người kinh doanh rất là lâu năm rồi, có hơn 20 năm kinh nghiệm làm kinh doanh rồi, và trước kia là cái cửa hàng này của anh là cửa hàng nội thất đúng không anh? Đúng rồi, đồ gỗ nội thất. Dạ. Và anh đã chuyển hướng sang làm ghế massage. Thì hôm nay cũng rất là ngẫu hứng thôi, mình muốn là tiếp tục cái chuỗi series phỏng vấn những doanh nhân, những người đã kinh doanh thành công, xem là lý do tại sao mà anh Thắng lại chuyển sang làm ghế massage như này, và trong gần 20 năm làm kinh doanh của anh thì có những khó khăn như nào mà anh muốn chia sẻ với mọi người không ạ? Đầu tiên là lý do tại sao mà anh lại chuyển từ nội thất sang làm ghế massage? Xin chào tất cả các quý khán giả. Tôi là Trương Văn Thắng. Trước kia tôi đã có hơn 20 năm kinh doanh về đồ gỗ nội thất. Dạ. Nhưng mà mình phục vụ cho khách hàng cũng rất là nhiều khách hàng, có thể là từ miền Bắc, từ Quảng Bình hát ra. À, của mình hát ra luôn. Rất là nhiều khách Cũng hàng. rộng luôn Rộng. Và gần đây thì mình thấy rằng cái công việc ấy nó chỉ phục vụ được cái một việc cho cái khách tiêu dùng. anh. Mà tuổi mình nó cũng lớn rồi, thì Lớn cũng rồi. muốn rằng là mình chuyển sang cái công việc mới là cái massage, nhất là nó cũng nhàn hạ, nó cũng sạch sẽ và nó có cái lợi ích kép, mà vừa họ là cũng là nội thất nhưng mà nội thất về chăm sóc sức khỏe, thì bản thân mình cũng thấy nhiều khi là mang vác nặng lưng nó cũng có đau, làm thấy nó cũng thấy nó dễ chịu, nó thoải mái rồi nó lại hết bệnh. Tức là xuất phát từ chính nỗi đau của mình Đúng luôn, rồi. từ cái việc là mình cũng thấy là mình đau lưng rồi và mình muốn kinh doanh một cái gì đấy mà Đúng vừa rồi. có thể giúp giải quyết vấn đề cho mình Đúng rồi. và giải quyết vấn đề cho khách hàng đúng Đúng không rồi. ạ? Đấy, thì từ cái ngày anh Thắng được mới khai trương được vài tháng đúng không bạn ạ? Chưa phải là lâu. Thì anh Thắng có những trường khách hàng như nào mình cảm thấy ấn tượng không? Ví dụ như con mua tặng bố mẹ hay như thế nào đấy mình cảm thấy ấn tượng, để anh phải nhớ như là ấn tượng sâu sắc không ạ? Thì rất nhiều người đến để xem, nhưng mà xuống tiền mua, bởi vì là khi mà cha mẹ già đấy, đau lưng rất là cái mùa đông này đấy. Đầu tiên họ chỉ xem vào mùa hè thôi, Đột đến xuất mùa xem đông đến mùa hè. đông thì họ khẩn trương bảo tôi mua cho ông cụ, cho bà cụ, chứ đêm ông cụ kêu lắm. Dạ. Thì họ mua về để biếu tặng những ông bà hoặc là cha mẹ hoặc là người cao tuổi, hoặc là có Vâng. những người thân cô dì chú bác mà họ yêu quý chẳng hạn, thì họ Dạ. cũng biếu tặng những người này, những người mà có điều kiện kinh tế tốt, còn ông những người mà ở kinh tế họ vừa vừa thì họ vẫn cứ tặng cho bố mẹ vào những ngày sinh nhật hoặc là những cái lúc mà cơn bệnh đau. Vâng. Thì sau đó là mình cũng lên mình chăm sóc rồi quan tâm hỏi han khách hàng, thì thế ông bà cụ thấy phấn khởi lắm. Còn À, nhà tôi thì có ông bà phấn khởi con mua cho tôi cái bát xoay như một bác sĩ trong nhà đúng không? Thế là khi đấy anh cảm thấy thế nào? Khi đấy mình cảm thấy thế nào? cảm thấy rằng là mình rất là phấn khởi, là cái công việc của mình, nhất là nó có tiền, ai Dạ. vui mà nó có ý nghĩa với lại sức khỏe cho các cụ già và những người có những cái bệnh về xương khớp, đặc biệt là những người thoái hóa cột sống hoặc là thoát vị đĩa đệm đấy, Vâng. thì họ thấy có hiệu Tức quả là mình ngay vừa trong thấy là có tiền mà có vừa tiền. thấy là giúp đỡ người khác đúng Đúng không rồi, ạ? Mà đúng rồi. vừa thấy là giúp đỡ được cả những cái tầng lớp mà bình thường ra mình khó phục vụ. Bởi vì sao? Bởi vì là thường thường ấy, tiêu dùng là các anh chị hoặc là những người đang đang trong độ tuổi lao động, Đúng rồi. nhưng mà lại giúp đỡ được những cái người mà ngoài độ tuổi lao động, tức Đúng là rồi. các bố mẹ đúng Đúng không rồi, đúng rồi. ạ? Vâng. Thế cái câu chuyện làm ghế massage của anh Thắng thì chắc là mình sẽ có những video tiếp theo nữa để chia sẻ với mọi người, vì là anh Thắng mới làm được vài tháng. Thì anh Thắng cho em hỏi một chút là trong hơn 20 năm làm kinh doanh của mình thì có những cái thử thách nào, có những khó khăn nào mà anh thấy rằng mình cần phải chia sẻ với các bạn để các bạn trẻ sau này khi làm kinh doanh các bạn sẽ rút ra được bài học không Hơn 20 năm mình kinh doanh về đồ gỗ nội thất ấy, ạ? Dạ. thì nói chung là kinh doanh thì nó cũng có những cái nguồn thu nhập nhất định. Thế Dạ. nhưng mà nó có một cái là mẫu mã mỗi giai đoạn đầu thì nó ít, rồi dần dần nó cứ nhiều lên ấy, thì cái diện tích bày nó phải rất là rộng, rộng thì là vốn nó rất là lớn Dạ. và nó cũng nặng nhọc nữa, Dạ. mỗi bộ ghế nó cũng phải 2-3 tạ đấy. À. Nó nặng nhọc, đôi khi là thiếu người mình cũng phải mà xông vào mình làm thêm những cái đấy, nó nặng nhọc quá. Dạ. Và cái quan trọng là cái mặt bằng nó phải rộng, nó phải từ 500 đến 1.000 mét vuông. Chưa Thế nhỏ quá không làm được đúng ví không? dụ như là nhỏ như thế này khoảng hơn 100-200 mét vuông thì làm nó chật, Vâng. nó không có bày được nhiều mẫu mã mà không có lối để mà đi ra đi vào á. Vâng. Thế rồi là cái lượng vốn nó rất là lớn. Thế rồi làm công trình ấy thì cứ phải làm xong thì mới lấy được tiền, nhưng mà kinh doanh cái massage này thì Cứ giao hàng lấy tiền thì đúng không? giao Giao hàng hàng rồi cái lấy lấy tiền, tiền có người còn chuyển khoản trước đó, đấy, nó có thì cái đấy là
chia sẻ của anh Thắng về cái việc làm nội thất. Nếu như bạn làm nội thất thì bạn cần có một cái mặt bằng rất là lớn, từ 500 đến 1000 mét, cần có nhiều nhân công, cần phải có những nhân công trẻ và khỏe, và cần phải có một nguồn vốn thật là lớn, bởi vì là nó sẽ gối đầu liên tục đó. Còn khi chuyển ra làm ghế massage này thì anh Thắng có mong muốn như nào trong năm tới không ạ? Năm 2023 không ạ? Có mong muốn điều gì? Mong muốn của năm tới đấy thì thứ nhất là sẽ đào tạo được cho một số các em có một cái kỹ năng bán hàng theo cái chiều hướng là gọi là bán hàng đỉnh cao ấy. Vâng. Bán hàng chuyên nghiệp. Bán hàng chuyên nghiệp. Dạ. Mình nó tính là tính chuyên nghiệp hơn. Dạ. Thế rồi là những cái sản phẩm có thể là những hàng nó cao hơn, cấp hơn một chút vì dạ, cái nhu cầu đời sống người ta càng lưng cao, ngày một lưng cao. Dạ. Và cái sản phẩm cũng đa dạng lên thì người ta vào nhiều người mua, chín người mười ý, mỗi người mười ý. Thì năm nay cũng chưa được nhiều hàng lắm. Dạ. Đấy. Thì sang năm mong muốn rằng là cửa hàng sẽ phong phú nhiều, nhiều mẫu hơn, nhiều mẫu hơn, nhiều mẫu hơn, phục vụ được nhiều khách hàng hơn, nhân sự tốt hơn, phục vụ khách hàng và được chú đáo hơn, và một online marketing đưa sản phẩm của mình lên trên internet được nhiều hơn nữa. Đó thì hôm nay là ngày 21 âm lịch rồi. Hôm nay em thay mặt công ty về đây thăm anh, cũng như là có một món quà nhỏ gửi tới anh, và chúc anh và gia đình nhà mình sang một có những ngày cuối năm thật là tuyệt vời, thật là ấm áp, thật là đầm ấm, và